được cho là sẽ trở lại tranh tài với các thí sinh khác trong đêm chung kết. Tuy nhiên có vẻ thất bại trước thí sinh của đội Hồ Ngọc Hà trong cuộc đua giành ngôi vị cao nhất. Tập 11 giờ Fay gương mặt thương hiệu được phát sóng vào ngày 20 tháng 8 chứng kiến sự ra đi của Mai Ngô, thí sinh có nhiều kinh nghiệm nhất cuộc thi và được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Ngay sau đó trên mạng đã xuất hiện tin đồn người phải nối gót cô gái từng dự thi Asia Next Top Model sẽ là Lê Hà, thí sinh của đội Hồ Ngọc Hà. Tin đồn này không phải là không có cơ sở. Theo thông lệ trước đó, hình ảnh của thí sinh bị loại sau mỗi tập sẽ bị chuyển thành màu đen trắng trên hình ảnh cover được đăng ở trên trang fanger chính thức của The Face. Sự thay đổi này được cập nhật từng tuần và ngay sau khi chương trình kết thúc. Tuy nhiên, sau khi tập 10 của The Face khép lại, không chỉ có hình ảnh của Mai Ngô bị chuyển thành màu đen trắng, giống như các thí sinh bị loại trong các tập trước đó, mà còn có cả ảnh của Lê Hà, thí sinh của huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà. Lạ hơn là ngay sau đó vài phút, ảnh cover trên trang fanger của The Face lại thay đổi. Theo đó, ảnh các thí sinh đã bị loại có màu đen trắng như cũ, riêng ảnh Lê Hà lại từ đen trắng trở thành ảnh màu. Điều này khiến cho khán giả đặt ra giả thuyết, người quản lý trang fanger đã đăng nhầm ảnh cover hiển thị kết quả của tập 11. Không chỉ bàn tán về kết quả tập 11, một cư dân mạng thậm chí còn tiết lộ về kịch bản đêm chung kết cũng như thí sinh đăng quang. Theo đó, Mai Ngô của đội Lan Khuê sẽ quay trở lại đêm thi cuối cùng do nhận được sự bình chọn cao nhất của khán giả trên trang web chính thức của chương trình. Cuộc cạnh tranh ngôi vị cao nhất cuộc thi sẽ diễn ra giữa 4 thí sinh, Phí Phương Anh, Trúng Huyền Thanh, Mai Ngô, Khánh Ngân. Vượt qua 3 thí sinh còn lại, Phí Phương Anh sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất của The Face mùa đầu tiên. Cho tới thời điểm này, có nhiều việc đang diễn ra theo đúng dự đoán trên. Chỉ một thời gian ngắn sau khi rời The Face, lượng bình chọn của Mai Ngô đã tăng đột biến. Cô được hơn 300.000 lượt bình chọn, bỏ xa người đứng thứ hai là Phí Phương Anh với khoảng cách là hơn 1.000 lượt. The Face có phải là một sân chơi công bằng? Khi gương mặt thương hiệu mới chỉ phát sóng được vài tập đầu tiên, Trang Trần chia sẻ một clip nói về những góc khuất đằng sau của game show truyền hình thực tế. Theo cựu người mẫu này, không có sự công bằng ở các sân chơi này. Thí sinh, giám khảo, huấn luyện viên chỉ là quân cờ của các nhà tài trợ, đơn vị tổ chức. Họ muốn ai vô địch, người đó sẽ đạt vị trí cao nhất.